Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chương trình. Đối với vấn đề hóa xạ trị đồng thời là một, như tôi nói lúc đầu, là một phương pháp điều trị chuẩn. Thế chỉ định cho cái giai đoạn nào? Thế thì chỉ định cho các cái giai đoạn mà từ giai đoạn 1 cho giai đoạn đến giai đoạn 3 hoặc là đến 4A thôi. Còn cái giai đoạn mà di căn xa rồi thì vấn đề điều trị nó hoàn toàn nó khác. Thế thì các cái giai đoạn 1 có điều trị cho 1, 2 có điều trị cho hóa xạ đồng thời không? Vẫn còn chỉ định điều trị được. Với trường hợp mà không còn khả năng phẫu thuật được thì người ta sẽ chuyển sang không còn chỉ định phẫu thuật. Ví dụ như bệnh nhân có bệnh lý nền, ví dụ COPD hoặc là các cái bệnh lý khác mà chống chỉ định phẫu thuật, người ta chuyển sang làm hóa xạ đồng thời. Thế thì hóa xạ đồng thời như thế thì người ta sẽ điều trị như tôi trình bày lúc đầu, vừa hóa chất vừa xạ đồng thời trong một ngày luôn. Thì ngoài ra đối với bệnh của bố bạn là gì, bạn nói là T có M1 rồi, M1 là có di căn xa, không hiểu rõ là bạn ấy di căn vào chỗ nào. Nếu mà di căn vào não thì cái vấn đề điều trị xạ trị tùy theo cái mức độ có tổn thương ở trên não. Nếu mà dưới 5 ổ mà kích thước nó nhỏ dưới 3 cm hoặc là tổng thể tích khoảng dưới 15 cm khối thì vấn đề người ta được đặt ra là làm với cái xạ trị bằng gamma knife. Thì nếu mà trường hợp u nó nhiều ổ trên rồi, trên 5 ổ kích thước nó quá lớn hoặc sở tí khối số khối quá lớn thì người ta chuyển sang xạ trị toàn não. Hoặc một số trường hợp nữa, nếu mà có sau đó thì chuyển sang bằng điều trị hóa chất hoặc là có thể phối hợp với thuốc điều trị đích. Một số trường hợp nữa mà di căn sang cả hai phổi rồi, hoặc là di căn gan hoặc là di căn thì người ta chuyển sang vấn đề điều trị hóa chất là chính. Hoặc là những trường hợp, nếu có trường hợp mà trong quá trình mà giai đoạn muộn mà đã có chèn ép trung thất hoặc là có di căn xương thì vấn đề xạ trị giảm đau và xạ trị chống nhiễm đặt ra là cái cần thiết. Thì mong bạn rằng nếu mà bạn ở gần bệnh viện, các bệnh viện điều trị ung thư hoặc là ở gần Hà Nội đây thì bạn nên đến cơ sở của các cái tuyến mà điều trị ung thư. Nếu có bạn có bảo hiểm ở các tỉnh thì có thể chuyển về viện ca được, đánh giá đến nơi trốn để có cái phác đồ điều trị cụ thể. Về tư vấn điều trị thêm các cái thuốc khác ấy, thì xin mời tiến sĩ Kiên có bổ sung thêm. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn và cảm ơn, tôi hoàn toàn nhất trí với tư vấn của tiến sĩ Võ Văn Xuân. Thì thực ra thì hóa xạ trị đồng thời chỉ áp dụng nếu đúng chuẩn thì là áp dụng ở ung thư phổi không tế bào nhỏ ở giai đoạn 3. Còn và cái thứ hai, ở một số những trường hợp giai đoạn 1, 2 như tiến sĩ Xuân đã nói là không có phẫu thuật nhưng mà có một số chống chỉ định phẫu thuật hoặc là gia đình không muốn phẫu thuật. Thì ngoài ra thì trong không tế, còn các giai đoạn khác thì xạ trị người ta chỉ xạ đơn thuần những trường hợp mà có triệu chứng, ví dụ chẳng hạn xạ não hoặc di căn xương hoặc di căn cột sống thì người ta chỉ xạ đơn thuần thôi, và đấy mang tính chất điều trị triệu chứng. Còn ngoài ra trong ung thư phổi có một loại thể nữa là thể tế bào nhỏ, thì nếu mà người ta xếp là giai đoạn khu trú thì người ta cũng hóa xạ trị đồng thời. Thì rõ ràng là cái việc hóa xạ trị đồng thời thì nó có ưu điểm hơn là xạ trị đơn thuần hoặc là xạ trị xong bắt đầu tuần tự với hóa chất, tại vì người ta tính trong cái thời gian sống thêm không bệnh của hóa xạ trị đồng thời nó sẽ cao hơn so với xạ trị đơn thuần hoặc là xạ trị xong cứ tuần tự hoặc hóa chất. Tuy nhiên thì những cái tác dụng không mong muốn thì nó sẽ cũng cao hơn một chút so với đơn thuần, nhưng mà người ta cân nhắc giữa hiệu quả lợi ích với lại những cái độc tính và cái tiến bộ về các máy móc về xạ trị cũng như các thuốc thang, thì người ta thấy rằng việc hóa xạ trị đồng thời bây giờ là phác đồ chuẩn, trừ trường hợp bệnh nhân yếu quá không có chỉ định thì chúng ta chỉ lựa chọn. Còn việc người nhà của bạn đã là bây giờ giai đoạn có M1, tôi không rõ di căn ở đâu, thì lúc đấy là chúng ta sẽ phải đánh giá là giai đoạn toàn thân. Mà giai đoạn toàn thân trong ung thư phổi không tế bào nhỏ thì chúng ta sẽ phải tuân thủ theo cái phác đồ chuẩn của thế giới cũng như ở bệnh viện ca và các bệnh viện ung biếu của Việt Nam áp dụng. Đó chúng ta cũng là xét nghiệm có các đột biến gen không, EGFR, ALK, ROS1 hoặc là MET hoặc là CARAS. Nếu có đột biến mà có điều kiện thì chúng ta sẽ dùng. Nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục sẽ bộc lộ các đánh giá cái mức độ bộc lộ miễn dịch để chúng ta lựa chọn hóa chất hay là kết hợp miễn dịch hay là miễn dịch đơn thuần đối với cho bệnh nhân. Tức là đã là M1 rồi là chúng ta điều trị toàn thân, mục đích chính của điều trị toàn thân là điều trị kéo dài cuộc sống và tăng chất lượng cuộc sống, tức là vấn đề điều trị cơ bản đặc hiệu kết hợp với điều trị triệu chứng để cho nó đạt được cái mong muốn, chứ không mang tính chất khỏi hẳn bệnh. Vâng, đấy là ý kiến thêm của tôi.